Xin kính chào quý vị và các bạn. Theo Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản, Viện Nghiên cứu Hải sản, thì trong những ngày đầu tháng 11 này, bà con có thể khai thác cá ngừ đại dương với năng suất cao, tương ứng với những ô màu đỏ như thế này ở khu vực giữa Biển Đông. Dự báo thời tiết khu vực giữa Biển Đông đang khá tốt, ủng hộ cho bà con khai thác cá ngừ đại dương. Hôm nay trời chỉ mưa vài nơi và tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5 và độ cao sóng từ 1m50 đến 2m50. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tương tự, hôm nay trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5. Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển quanh huyện đảo Trường Sa cần lưu ý khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm mưa dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và gió ở mức cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1m25 đến 2m25. Mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cũng xảy ra trong hôm nay ở vùng biển từ Quảng Ngãi trở ra đến Vịnh Bắc Bộ. Bà con cần chuẩn bị đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn trước khi ra khơi. Và bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.